Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ người chăn nuôi tâm bão dịch tả lợn châu Phi. Phong trào hiến máu tình nguyện tại Nam Định được nhân dân hưởng ứng tích cực. Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mùa nắng nóng. Từng trải qua nhiều thế hệ, nhưng đến khi chuyển sang nuôi bò sữa, kinh tế gia đình ông Đỗ Đắc Tỉnh, thôn Đông Kết, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên mới được cải thiện. Khởi nghiệp với 4 con bò sữa, sau nhiều năm gắn bó với nghề, gia đình ông Tỉnh đã thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Từ 4 con ban đầu, đến nay đàn bò sữa của gia đình ông đã có 12 con, trong đó 10 con đang cho khai thác sữa. Ông Tịnh cho biết, nhờ áp dụng chặt chẽ quy trình chăn nuôi như tiêm phòng đầy đủ, chọn giống tốt, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho bò, chính vì vậy mà đàn bò của gia đình ông luôn khỏe mạnh cho sữa tốt. Trung bình mỗi ngày, đàn bò sữa của gia đình cho thu từ 150 đến 200 kg sữa với mức giá 14.000 đồng 1 kg. Với giá bán này, gia đình ông thu lãi khoảng 30 đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Đặc biệt, năm 2010, gia đình ông còn phối hợp xây dựng trạm thu mua sữa cho 41 hộ dân trên địa bàn huyện Khoái Châu. Dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở 17 trên 17 xã thị trấn của huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, gây thiệt hại về kinh tế cho nhiều hộ chăn nuôi. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành nông nghiệp Yên Mô khuyến cáo các hộ có lợn chết ốm không tái đàn mà chuyển đổi sang nuôi gia cầm nhằm hạn chế thiệt hại và duy trì chăn nuôi. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mô, tính từ đầu tháng 4 đến nay, toàn huyện có gần 250 hộ trong 111 thôn, xóm, phố ở 17 xã thị trấn, đàn lợn có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi. Mầm bệnh dịch vẫn tồn tại trong môi trường nên nguy cơ tái phát bệnh rất cao. Để bảo vệ tốt đàn lợn cũng như giảm thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi, huyện đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Những hộ ở vùng dịch đã có lợn bị tiêu hủy chuyển đổi sang con nuôi khác, lấy ngắn, nuôi dài, chờ hết dịch thì tiếp tục tái đàn. Huyện Yên Mô cũng đang phối hợp với các hội đoàn thể mở lớp tập huấn chăn nuôi theo hướng an toàn, tổ chức cho các hộ đăng ký chuyển đổi sang các con nuôi khác như vịt, gà, trâu, bò, đồng thời khuyến cáo bà con tăng cường công tác tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại, góp phần để ngành chăn nuôi phát triển. Bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ giữa tháng 3 đến nay đã khiến hơn 100.000 con lợn mắc bệnh phải tiêu hủy, thiệt hại trong chăn nuôi hàng trăm tỷ đồng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Ninh đã kịp thời triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng gặp rủi ro, thiệt hại trong chăn nuôi, nhằm giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn, chuyển hướng chăn nuôi để bù đắp lại những thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi gây ra. Sau 2 tháng dòng chống chọi với bệnh dịch tả lợn châu Phi bằng nhiều giải pháp, đến đầu tháng 5 vừa qua, trang trại lợn gần 2.000 con của gia đình ông Đào Viết Xuê, thôn Phù Lang, xã Phù Lương, huyện Quế Võ cũng không qua được cơn bão dịch. Chỉ trong vòng 10 ngày, gần 1.000 con lợn thịt với tổng trọng lượng hơn 74 tấn chết phải tiêu hủy. Chuồng trại trống trơn kéo theo cả chục tỷ đồng của gia đình bị cuốn đi trong cơn bão dịch. Ngay sau khi nắm được sự việc, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Quế Võ đã kịp thời có mặt động viên cơ cấu lại thời hạn trả nợ với gói vay cũ 4,5 tỷ đồng và xem xét nguyện vọng của gia đình, tiến hành các thủ tục giải ngân cho vay thêm gói 1,5 tỷ đồng để gia đình chuyển hướng sang đầu tư nuôi trồng thủy sản. 2017, đấy, đàn chăn nuôi cũng bị cơn bão và giá, thì ngân hàng cũng tạo điều kiện coi như là rót vốn thêm để cho ổn định sản xuất. Từ sang đến 2019 thì trong cái dịch tả châu Phi thì ngân hàng cũng gọi là quan tâm để ý đến, và trong khi đó là cơ cấu lại cái nguồn vốn để hỗ trợ về gia hạn cho gia đình về cái vấn đề chăn nuôi lợn, thì lại cấp thêm số vốn cho về 1,5 tỷ và chăn nuôi trồng thủy sản. Đến hết tháng 5 năm 2019, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bắc Ninh có tổng dư nợ trên 12.000 tỷ đồng, trong đó dư nợ lĩnh vực nông nghiệp nông thôn chiếm trên 7.300 tỷ đồng, bằng 61% tổng dư nợ. Với những giải pháp tích cực hỗ trợ khách hàng kịp thời của Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh trước ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, đã phần nào giúp người chăn nuôi vững vàng tâm lý, từng bước vượt qua khó khăn, vực lại sản xuất chăn nuôi, thu hồi vốn.
xanh chè, cổ tuyết, trắng bông nguyệt quỳnh, câu ca mà rất nhiều thế hệ người dân xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình biết đến. Vậy cây chè An Vinh có gì đặc biệt? Chúng ta cùng tìm hiểu qua phản ánh của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Ông Nguyễn Văn Bộ đến nay là đời thứ 5 gắn bó với cây chè. Như ông chia sẻ, cây chè ở đây đã có thương hiệu từ rất lâu. Hái đây xong thì bắt đầu lại xuống đến kia lại quyết quay về đây, coi như quanh năm ở trong vườn. Như cây chè này của cái hộ nhà cô Mến này, coi như của ông bà để lại đến bây giờ cũng khoảng độ trên 75. Hầu như 100% nhà nào ở đây cũng trồng chè. Cứ bình quân một hộ sẽ có 80 mét vuông để trồng chè. Cây chè được trồng và chăm sóc cẩn thận. Những lá chè xanh mướt đã tạo ra những vị rất riêng. Vì vậy mà chè ở An Vinh được nhiều thương lái khắp nơi đều tìm đến để mua. Bình quân có những hộ ngày hái 10 kg chè, giá từ 17 đến 20.000 đồng 1 kg. Từ nguồn thu này, nhiều hộ đầu tư phát triển thêm các mô hình kinh tế để tăng thu nhập cho gia đình. Thưa quý vị và các bạn, với thông điệp một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, những năm qua phong trào hiến máu tình nguyện đã phát triển sâu rộng trên địa bàn tỉnh Nam Định, nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, nhất là đoàn viên thanh niên ở các cơ quan đơn vị trường học. Những giọt máu ấm tình người đã góp phần cứu sống hàng nghìn bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Từ đầu năm 2019 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 16 cuộc tiếp nhận máu với 4.182 người đăng ký tham gia hiến máu và đã tiếp nhận 3.518 đơn vị máu toàn phần. Đặc biệt, trong chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và lễ hội Xuân Hồng năm 2019, toàn tỉnh đã tổ chức 9 cuộc hiến máu tình nguyện, tuyên truyền vận động 1.925 người tham gia hiến máu tình nguyện, tiếp nhận 1.691 đơn vị máu, đạt 13,5% chỉ tiêu cả năm. Hưởng ứng chiến dịch Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, đến nay toàn tỉnh có 26 địa phương đơn vị đăng ký và tổ chức 6 cuộc hiến máu tình nguyện với gần 2.200 người đăng ký tham gia. Hoạt động tiếp nhận máu đảm bảo an toàn, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và giải quyết kịp thời các chế độ quyền lợi cho người hiến máu. Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh duy trì lịch hiến máu thường xuyên vào ngày Chủ nhật, tuần thứ 3 hàng tháng, góp phần cung cấp máu cho công tác điều trị tại bệnh viện. Đến nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình chiếm 20% trong tổng số lực lượng lao động trong độ tuổi, trong khi toàn tỉnh chỉ chiếm 10%. Nhiều giải pháp đã được thành phố triển khai đảm bảo hiệu quả. Với đặc thù có nhiều đơn vị, công ty, nhà máy đứng chân trên địa bàn nên thu hút đông đảo lực lượng lao động tham gia sản xuất kinh doanh. Có không ít công nhân sau khi đã làm việc được một thời gian rồi lại xin nghỉ vì lý do sức khỏe, cũng như để phù hợp với ngành nghề mới. Đây là một trong những đối tượng được Bảo hiểm xã hội thành phố Tam Điệp hướng tới, tuyên truyền vận động để họ tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm đảm bảo thời gian đóng liên tục. Đến nay trên địa bàn thành phố đã có 728 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng 137 người so với thời điểm tháng 12 năm 2018, vượt kế hoạch Bảo hiểm xã hội tỉnh giao. Các thủ tục về hồ sơ giấy tờ được Bảo hiểm xã hội thành phố hướng dẫn theo đúng quy trình, đảm bảo nhanh gọn, giúp người dân yên tâm khi tham gia. Từ khi mà đại lý thu chuyển hồ sơ kèm theo chứng từ chuyển lên thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ đối với trường hợp tăng mới thì sẽ cấp sổ kịp thời chuyển về cho đại lý để chuyển tận tay tới đối tượng để đối tượng yên tâm. Và đối với trường hợp đóng tiếp thì là hàng năm thì chúng tôi sẽ in tờ rời về chuyển lại đại lý thu cho đối tượng yên tâm là đã tham gia và đã có cái hồ sơ lưu. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã quy định về đối tượng, quyền lợi, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo đó là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Chế độ hưu trí của người tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ 20 năm trở lên và một số quyền lợi khác. Như vậy, việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ góp phần đảm bảo an sinh xã hội bền vững. Bảo hiểm y tế là chính sách mang ý nghĩa nhân đạo và chia sẻ cộng đồng, đặc biệt đối với những người bệnh phải điều trị dài ngày, điều trị cả đời, đa phần thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo. Vì thế, tấm thẻ bảo hiểm y tế được coi như lá bùa hộ mệnh. Phản ánh của phóng viên tại Trung tâm Y tế, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Ông Bùi Văn Sáu, trú tại xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, hiện đang phải chạy thận tại Trung tâm Y tế huyện mỗi tuần 3 lần.
Nếu tính trung bình, mỗi mức chi phí gần 1 triệu đồng thì 13 năm chạy thận đối với ông Sáu quả là số tiền không nhỏ. Tuy nhiên, với tấm thẻ bảo hiểm y tế theo diện người có công với cách mạng, mỗi lần đến đây ông đều được hỗ trợ 100% kinh phí. Nhờ có bảo hiểm y tế thì nó đỡ rất nhiều cho vấn đề bệnh nhân chúng tôi ở đây, bệnh nhân chạy thận. Nếu mà không có bảo hiểm thì không thể có điều kiện để mà chạy để đảm bảo được sức khỏe cũng như tính mạng. Khoa chạy thận của Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang hiện có 12 máy. Hầu hết các bệnh nhân đang điều trị đều có hoàn cảnh khó khăn. Thẻ bảo hiểm y tế chính là phao cứu sinh của tất cả các bệnh nhân khi phải sống chung với bệnh tật suốt cả cuộc đời. Không những vậy, với những nông dân nghèo, thẻ bảo hiểm y tế cũng giúp họ yên tâm hơn khi đưa người thân đi chữa bệnh. Bảo hiểm y tế là chính sách xã hội do nhà nước tổ chức thực hiện nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ yêu thương, giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau bệnh tật, trên tinh thần mình vì mọi người vì mình. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, mới đây tại trường trung học cơ sở Song Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành đã tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2019. Những năm qua, tình hình tai nạn thương tích trẻ em nói chung và tình trạng đuối nước ở trẻ em nói riêng trên địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh vẫn xảy ra trong đời sống hàng ngày, đặc biệt là vào mùa mưa bão và dịp hè. Nguyên nhân của tình trạng đau lòng này là trẻ em không biết bơi và chưa có kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Nhận thức của bố mẹ và người chăm sóc trẻ về nguy cơ tai nạn đuối nước còn hạn chế, môi trường xung quanh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vì vậy, việc phát triển phong trào trẻ em học bơi và trang bị những kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em là giải pháp hết sức cần thiết để giảm thiểu tình trạng đuối nước và nâng cao sức khỏe, tầm vóc cho thế hệ trẻ. Đồng thời kêu gọi các cấp ngành, đơn vị, tổ chức xã hội, gia đình và địa phương quan tâm hơn nữa đến phong trào tập bơi, phòng chống đuối nước, đặc biệt là ở trẻ em. Để rèn luyện kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ trong những ngày hè, nhiều phụ huynh trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã chủ động phối hợp với bể bơi của trung tâm huyện mở lớp dạy bơi cho trẻ, qua đó giúp cho các em rèn luyện thân thể và kỹ năng phòng chống đuối nước. Mỗi khi mùa hè đến, tai nạn đuối nước luôn là nỗi lo thường trực của các bậc phụ huynh. Bởi vậy, với mong muốn phòng ngừa tai nạn đuối nước cho các em nhỏ, ngay khi kỳ nghỉ hè chuẩn bị bắt đầu, nhiều phụ huynh tại thị trấn huyện Khoái Châu đã phối hợp với bể bơi tại trung tâm của huyện tổ chức dạy bơi kỹ năng bơi cho trẻ. Trung tâm hiện có 2 hồ bơi với diện tích 200m2 và 150m2, kinh phí đầu tư trên 1 tỷ đồng. Sau gần 5 năm đi vào sử dụng, mỗi ngày bể bơi thu hút từ 300 đến 400 lượt người đến bơi. Giá vé trẻ em là 20.000 đồng và giá vé đối với người lớn là 30.000 đồng một lượt, giúp các em có khu vui chơi lành mạnh, bổ ích. Đã bước vào kỳ nghỉ hè dành cho thiếu nhi với mong muốn đem lại cho các em một mùa hè an toàn, bổ ích và lý thú. Tại Hải Dương, nhiều sân chơi khóa học luyện kỹ năng và các chương trình trải nghiệm thực tế thu hút sự tham gia của nhiều trẻ em và sự quan tâm của nhiều gia đình. Để đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của trẻ em trong dịp hè, ngay từ đầu tháng 6 này, các huyện, thành phố đã mở nhiều lớp học năng khiếu và tổ chức nhiều hội thi, hội diễn, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Các lớp năng khiếu cũng đã được tổ chức với nhiều môn học như bơi lội, bóng bàn, cầu lông, vẽ tranh, võ thuật, aerobic. Để tạo điều kiện cho những trẻ em hoàn cảnh khó khăn có mùa hè vui ý nghĩa, nhiều lớp học đã miễn giảm học phí cho các em trong suốt khóa học. Đoàn thanh niên các huyện, thành phố cũng đã quan tâm tới các hoạt động nhằm phát triển kỹ năng sống như giáo dục an toàn giao thông, phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống đuối nước. Hy vọng những kiến thức, kỹ năng từ các hoạt động hè sẽ giúp cho thanh thiếu nhi có cơ hội rèn luyện, phát triển cả về thể chất, tinh thần và những ngày hè sẽ thực sự là những ngày vui, khỏe và bổ ích. Thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ luôn ở mức cao là điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn sinh sôi phát triển, dễ phát sinh dịch bệnh, gây ngộ độc thức ăn. Để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, huyện Sa Viễn, tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm mùa nắng nóng. Theo các bác sĩ, trong mùa nắng nóng, nguy cơ ngộ độc cao nhất là từ thức ăn có nguồn gốc động vật và các loại thực phẩm có nhiều dầu, đạm như cá, hải sản, sữa. Một thực tế đáng lo ngại là nguy cơ gây ngộ độc chủ yếu từ những cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống trên địa bàn. Ngay từ đầu mùa hè,
Ban Chỉ đạo Vệ sinh An toàn Thực phẩm huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân những kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức các đợt kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định của nhà nước về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngộ độc thực phẩm có nguy cơ tăng mạnh, nhất là vào mùa nắng nóng. Do đó, ngành y tế khuyến cáo, người cung cấp chế biến thức ăn cần rửa tay sạch khi chế biến, chia thức ăn để đảm bảo vệ sinh. Các dụng cụ nấu nướng, chứa đựng thức ăn cần được tẩy rửa, lau chùi sạch sẽ. Người tiêu dùng nên lựa chọn các loại thực phẩm còn tươi, có nhãn mác ở những địa chỉ uy tín, đặc biệt lưu ý hạn sử dụng của sản phẩm. Đặc biệt nên chú ý ăn chín uống sôi. Đối với thức ăn đường phố cần bảo quản kỹ, tránh khói bụi, không khí ô nhiễm. Khi có dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm, cần đến ngay các cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời. Như vậy, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống ngộ độc, thì người tiêu dùng cần nắm được những kiến thức cơ bản về giữ gìn vệ sinh cũng như cách bảo quản thực phẩm. Bên cạnh đó, trách nhiệm đạo đức cũng được đặt ra với những người sản xuất, trực tiếp kinh doanh mặt hàng ăn uống, đảm bảo vệ sinh thực phẩm để góp phần tránh ngộ độc cho người tiêu dùng. Trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện có 72 chợ trung tâm và hơn 250 chợ tại các xã thị trấn. Hoạt động kinh doanh buôn bán hàng hóa thực phẩm cơ bản đã đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Tuy nhiên, thực trạng mất an toàn thực phẩm tại các chợ vẫn diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Xác định hệ thống chợ đóng vai trò quan trọng trong việc giao thương, trao đổi hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, các cơ quan chức năng tổ chức nhiều đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất hoạt động của hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh. Trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, các đoàn kiểm tra tiến hành lấy mẫu thực phẩm. Kết quả kiểm tra, nhiều mẫu không đạt tiêu chuẩn quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm như hàm lượng hàn the trong sản phẩm ở giò, chả, chất bảo quản và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật ở rau, củ quả, phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ ở nhóm hàng ăn nhanh. Sản phẩm từ gia súc gia cầm ở các chợ vùng nông thôn đều chưa qua kiểm dịch và mặt hàng bánh kẹo, hàng khô, gia vị không có nhãn mác. Để công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ đi vào nề nếp, cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về luật an toàn thực phẩm và các quy định, tiêu chuẩn, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh cho các tiểu thương, đối với người tiêu dùng cũng cần nhận thức đầy đủ về mối nguy hiểm từ thực phẩm kém chất lượng để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và người thân trong gia đình. Bảo vệ biển với những hành động ý nghĩa như giữ gìn vệ sinh môi trường, nó không với công cụ trái phép tận diệt nguồn lợi hải sản. Trong những năm qua, các sĩ quan chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình cùng với những ngư dân vùng ven biển đã cùng vượt qua mọi trở ngại khó khăn, song hành bám biển, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Một ngày mới ở cồn nổi Kim Sơn bắt đầu bằng chuyến đi ra khơi đánh bắt cá của những ngư dân vùng đất mở Kim Sơn. Đây cũng là thời điểm những chiến sĩ ở trạm kiểm soát Bộ đội Biên phòng Lạch Càn tiếp tục với công việc của mình, tuần tra kiểm soát phương tiện vận tải thủy. Trạm kiểm soát biên phòng Lạch Càn cũng thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở bà con ngư dân hoạt động trong khu vực trạm quản lý cũng như khu vực của vùng bãi, vùng biển của tỉnh Ninh Bình để nắm và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật liên quan đến khai thác đánh bắt thủy sản, nguồn lợi thủy sản. Và trạm cũng tăng cường công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc sử dụng tia kích điện để khai thác thủy sản trái phép. Nhờ những hoạt động bảo vệ của con người, biển vẫn xanh và cho người dân Kim Sơn cơ hội làm giàu từ biển. Cồn Nổi với những bãi ngao trải dài đang mang lại cuộc sống đủ đầy cho những ngư dân nơi đây. Và những người lính biên phòng vẫn luôn là hình ảnh thân thương, là điểm tựa vững chắc cho những ngư dân yên tâm bám biển. Ngày 18 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành công văn số 884 đề nghị chính quyền các huyện, thành phố không để tình trạng người dân chiếm dụng lòng đường vỉa hè để tổ chức đám ma đám cưới. Tuy nhiên, đến nay ở một số địa phương vẫn thực hiện chưa nghiêm công văn chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cụ thể như ngày 23 tháng 5 vừa qua, tại quốc lộ 39 đoạn qua xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, có một gia đình dựng rạp cưới to dưới lòng đường có đông phương tiện qua lại nên rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Hay như trước đó vào ngày 15 tháng 5 tại phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, có hai đám cưới dựng rạp ngay trên đường Nguyễn Trãi và Nguyễn Thiện Thuật, chiếm gần hết lối đi của người đi đường. Đề nghị các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn
có biện pháp ngăn chặn người dân dựng rạp lấn đường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông theo đúng công văn chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.